Anh Ly anh, anh việc công nhất đó bữa nay thế nào anh? À, thấy hiệu quả đó, công mền công nhất là thấy ta chết tịch luôn đó. Hồi đó giờ công mền ở đây bó tay phơi cũng được nữa. Mà tiêu dục cái hết luôn Dục mấy bữa thì chết anh? á. À, thấy 3 ngày là thấy nó chết thì đừng nữa. Vàng vàng giống như kiểu mình phơi gông vậy. À, cái chết nó gã ra, đã chết nó thối nước Chết anh. nên nó từ từ nó gã ra. À, nó chết thì nó ngộ ha, nó chết thì cái gì thì nó mình đỡ cái chi phí mà mình phơi nè, với lại à, đỡ cái chỗ mà chết thì nó chìm xuống thì mới xử lý đáy lại nó sao đúng không? Đúng rồi. À, với à, bữa hôm á là anh Việt à, theo cách sao có thể chia sẻ cho bà con mình nắm được không anh? Mà một bịch đó chọn 5 kg UG trong mình á À. là chết tịch hơn mấy cái gieo. À. Rồi chọn UG 5 kg gì đó, rồi giải chừng trên gió chừng nửa công trở lại thôi, gốc tư nửa công đất mình á. À. Mà chết thấy hiệu quả luôn Việc cho nó chết đậm một chỗ rồi nó lan ra đúng không á. À, đúng rồi, đây là gì đó. anh? À, vòng vòng đây anh có giới thiệu cho bà con ở đây nó xài À, không? có hổm có nghe mới nói gông mòn nhiều quá vậy, tôi chỉ mình lấy bịch này mình tạt thử coi sao. Mà tạt bữa nay mới 2 ngày à, thì chưa gặp nó, chưa có hỏi thăm, cũng có chỉ ta làm. À, thì em Giang đó, em cũng được biết là cái sản phẩm Ganlia này em cũng việc cho bà con ở dùng bên cánh cầu số 4 nè, hoặc là ở bên chỗ xã xã Tân Phú đó, nhận vọng đây việc thì nó cũng chết như cách là nói đó, là mình chọn với từ 2 đến 5 kg UG, mình gãi đi gãi lên cái vùng mà nó đang bị gông mền á, gông mền thứ gông mền xanh xanh đó, ở trên ở dưới đó, Ở gỡ đầu mình nó nằm gãi trên lên, lưng á. Ừ. sau 2 ngày là mình thấy nó xuống màu rồi, nó xuống màu là nó xuống như mình phơi vậy đó, là nó vàng vàng rồi, xong rồi từ từ cái nó gã ra luôn, tan ra luôn, rồi nó Vậy tan ra xong rồi nước mình đỏ lại nha, nước đỏ lại mình xong rồi nó là mình xử lý gồ diêm lại, xử lý gồ diêm lại để cho nước nó bạc lại, chứ gông mền hồi đó giờ nó thấy là ai cũng sợ chết luôn, bó tay đúng không, bó tay. bó tay gông mền lại khó diệt. Bữa nay thì có sản phẩm Ganlia của anh Tuấn thì việc thấy cũng hiệu quả, cũng chia sẻ lại cho bà con vòng vòng đây, nếu mà có bị gông mền á thì có gì liên hệ với chỗ em á, chị Sư Giang đó là sẽ hỗ trợ mình tới nơi và đi diệt gông, cũng hỗ trợ hết mình để cho xử lý cho nó hiệu quả, để mình khi mình xử lý không đúng thuốc là nó không hiệu quả mà nó lại mất tiền nữa, mất tiền mà nó không được bảo hành nữa. Rồi xin cảm ơn anh Vũ đã chia sẻ, chúc anh một vụ thành công. Rồi.